Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với những thử thách cũng khá là cam go. Thử thách. Bây giờ trước mặt mọi người là món bánh bột. Thì cái món bánh bột này á, ở đây cô bán chỉ có một mình cái món bánh bột thôi, bánh bột và bánh khoai môn. Thì cái món bánh bột này bình thường người ta hay bán chung với lại bánh bèo đó. Mọi người đi ăn bánh bèo cũng thấy. Thì hôm nay ở đây mình tới đây mình thử thách ba dĩa này. Ba dĩa này mình sẽ đặt ra mục tiêu thách của mình là ăn trong vòng 8 phút nha. Hôm nay đặc biệt là sẽ là ăn ba dĩa bánh bột, mỗi dĩa có giá là 20.000 một dĩa nha mọi người. Cái này là dĩa đặc biệt, còn mà dĩa bình thường á, dĩa nhỏ sẽ là 17.000 một dĩa. Rồi nếu như giành chiến thắng Lộc sẽ mình sẽ khao Lộc nha, cái số tiền này là 100.000. Còn nếu như mà thua không nổi 8 phút thì Lộc phải khao mình. Lộc phải khao cho nha. Rồi, bây giờ sẵn sàng chưa? Có đồng hồ luôn. Đồng hồ đây. Bấm giờ luôn nha. Chưa. Rồi. Không. Không nha. Rồi. 3 2 1 bắt đầu. Rồi, mời mọi người nha. Nè, để 100.000 dưới cái đồng hồ luôn nha. Được 20 giây rồi. Wow, đồng hồ chưa nhanh quá. 30 giây. Ở đây cô bán, hồi nãy cô có chia sẻ là cô bán được gần 40 năm rồi đó mọi người. Mình nghe mình hết hồn luôn á. Wow. Địa chỉ ở đây đó là 174B đường Xóm Đất, phường 9, quận 11 nha mọi người. Cái xe bột này nó nằm ở đầu hẻm 242 Hàn Hải Nguyên. Cô bán từ 12 giờ trưa cho đến gần 5 giờ chiều. Không có ngày nghỉ nha. Bán hết sớm thì nghỉ sớm. Wow, nó ăn tới dĩa thứ hai rồi nè, quá nhanh luôn. Mấy phút rồi? 1 phút 13. What the hell? Nhanh quá vậy? Ôi. Nãy mình thấy cái dĩa đó cũng nhiều lắm mà. Này phải 4 dĩa chứ trời. 3 dĩa. No lắm á. No mô. Xạo chó, xạo chó. To gì. Mà đặc biệt nha, cái món này lại có rau mọi người, có rau, có giá nữa nè, có salad. Rau thơm nữa. Nhìn nó giống như cái bánh bánh đúc á mọi người, bánh đúc á. Wow, ăn lẹ quá. Giờ này giờ trưa nắng á mọi người, trời ơi nó gợt qua cái dĩa thứ ba rồi kìa, dưới cuối cùng rồi nha. Ăn cho sạch nha, bên này còn mấy cọng rau nè. Vết cho sạch nha. Đúng rồi, hết một dĩa thứ nhất. Rồi dĩa thứ hai xong, bây giờ là dĩa cuối cùng. Wow. Là sáng trước 2 phút 30 giây là sáng trước khi đi đi quay ở nhà có lỡ anh ăn nửa con gà với ổ bánh mì. Ghê. Ghê. Ở đây mọi người mình thấy có cái điều đặc biệt đó là nước mắm cô bỏ vô trong cái chai nước, có một chai có ớt, một chai không có ớt. Chứ cô không có bỏ vô mấy cái hộp nhựa. Đúng rồi, đây có ớt luôn nè. Nhưng mà có cái chai nước mắm á, cô đổ ớt vô chai nước mắm luôn.
cái vỉa hè thì khá là mát mẻ, tại vì nó có cái bạt che, trời nắng nóng quá. Wow, để coi mấy phút rồi, 3 phút 15 giây rồi, còn 5 phút này dư sức rồi. Ờ, hồi nãy đã nghe phải 2 phút một dĩa mới đúng, nhưng mà nó no ngang rồi. Tại vì anh lẹ mà, nên anh lẹ thì nó sẽ trời, mấy giờ nhai nhai chập. Bây giờ nhìn cái nè, thấy nhìn thấy căng quá. Căng cái gì, hết đi trước 5 phút coi nào. Kiểu này là mất 100 ngàn à mọi người ơi, mất 100 ngàn luôn rồi. Cái này bánh bột này nó có nhân là cái gì á Lộc? Mình đang kéo dài thời gian để nó nói chuyện cho thua. Nó có còn 4 phút. Từ nó có động phòng hành phi với thịt xay vậy thôi. Đó. Thôi còn hơn nửa dĩa rồi, nó đang tới cảm thấy có mấy cái biểu hiện ứ hừ của nó rồi đó. Không có đâu, tài là 4 phút 30 giây. Mày hả con, 8 phút hả con. Tám phút hả con, còn mấy cô dòm kìa, rồi mày thua rồi con. Thế là cô kêu à, một người anh chỉ ăn được tối đa là 2 dĩa thôi. Mà thì anh xong 2 dĩa thấy nó đỏ ra, thế thì. Lấy tiền đâu có dễ đâu con. Mày hả? Mày hả bưởi? Nhớ hôm bữa anh 3 dĩa bánh cuốn sung lắm mà. Hôm qua là đói quá, hôm nay là hồi sáng ha, không có chuẩn bị, ngủ dậy hơi muộn. Ảo chờ quá sao chờ. 5 phút 15 giây rồi, còn khoảng 3 phút nữa thôi. Trời ơi, no quá. Mình hy vọng nó fail để mình được ăn, mình cái món này nó cũng khá là lạ, mình chưa ăn bao giờ. Nhìn nó giống bánh đúc quá. Cô sắc mấy cái miếng bột quá, nhìn đã quá mọi người. Rồi, bắt đầu khó nuốt rồi đó. 5 phút 43 giây. Quá dữ. Mà sao dĩa đầu tiên anh nhanh cũng nhờ. Chưa được 1 phút á, xong rồi á. Đúng không? Chưa được 2 phút rồi xong một dĩa. 6 phút rồi mọi người ơi, còn 2 phút là thua rồi. Chà. Dạ. Nhấp nước vô nhưng mà giờ cái rau ở nhiều quá, nó không phải như bột. Không biết cái này có rau là phải ăn hết à. Bây giờ cô bảo kêu vừa vừa thôi, không. Cái này là phải ăn nhanh trong vòng 8 phút. Ôi, ở đây kìa, anh lẹ đi kìa. 6 phút 30 giây rồi. 3 dĩa mà anh nhanh đó là vấn đề. Thực ra mà nói Lộc á, sức của nó ăn 3 dĩa được nhưng mà ăn không tính giờ thì nói làm gì, cái đó quá dễ rồi, bây giờ phải tăng độ khó lên chứ. Anh có thời gian, anh có tính giờ mà vừa có thưởng nữa. Ý còn rau không à? Nhú rồi. Rồi 7 phút rồi mọi người, trời ơi 7 phút rồi, rồi 7 phút rồi, rồi. Nhà hết ạ. Cô nói ăn xong 3 dĩa là bị ứ hư luôn rồi con. Wow. Woo. Dữ quá. Hết rồi da, chưa đâu, còn kìa, còn nước kìa, húp cho hết. Nuốt xong mới bấm giờ nha. Rồi xong. Bây giờ. Còn 20 giây. Trời ơi.
Trời ơi, 7 phút 58 giây. Quá dữ. Vừa ăn xong luôn mọi người ơi. Không thể tin được. Nó thắng trong giây cuối cùng mà nhìn biểu hiện cái khuôn mặt đó kìa. Mà không có cái này là không có quay nói xào nha. Ăn dữ thiệt. Rồi. Qua. Wow. Xong. Chà, xong. Cảm giác là rất là no luôn. Hay là mình kịp trong vòng còn 2 giây cuối cùng. Nói chung là phong độ vẫn giữ vững. Vẫn giữ vững. Tại vì nói rồi, chung đây 100 ngàn cái này là mình vừa thử thách bản thân mình, cũng giống như là mình tập cho mình cái khả năng ăn nhanh, để lỡ mà sau này có cuộc thi bún đậu bún tôm mình còn có sức mà mình tham gia. Cảm nhận món ăn thì mình thấy ở đây là hương vị ở đây cô bán á rất là vừa luôn. Nước mắm thì không mạnh, bột đó thì rất là mềm, còn cái nhân đó thì không mạnh luôn. Nói chung là ăn với nước mắm vô để là ngon luôn. Nhưng mà mình tiếc ở đây là hình như là nếu mà cô có bán thêm chả quế, cái chả cây á, đó thì nó ok hơn. Và giá ở đây chỉ là từ 17.000 hộp nhỏ và 20.000 hộp lớn. Đó, thời gian là từ 12 giờ cho tới 5 giờ chiều, hết sớm nghỉ sớm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Nếu như các bạn có thích thì hãy nhớ bỏ ra cho mình một like và một subscribe để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Rồi mọi người nhớ để lại một comment bên dưới để cho tụi mình biết sẽ làm những gì sắp tới. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Rồi, bye bye. Okay, bye. Xong.